mệt quá. Từ sáng giờ đi đâu mà chưa chịu về nữa. Cơm nước gì giờ này? Anh đi đâu sáng giờ mà sáng chiều mới chịu dắt cái mặt về? Không ở nhà phụ tôi gì cả. Đi đâu? Đi đâu? Anh đi đâu mà từ sáng tới giờ không phụ tôi trong ngày đứa con thờ? Mới sáng sớm mà anh lo đi mất, con nó khóc khi mới vừa thức giấc. Một mình tôi phải trông nom, còn lo bày vịt heo gà. Thôi đi anh ơi, tôi đã quá quen với những lời ngọt ngon mà anh ngày nào cũng nói. Anh bảo hiểu tôi mà anh đi từ sáng cho tới tối. Bỏ mặc cho vợ con tôi tuổi sớm hôm anh mới chịu quay. Anh đã chán chê nên mỗi ngày anh đi suốt. Anh cứ nói một lời rồi tôi sẽ ra đi. Anh làm ăn gì mà tiền của cũng theo ra, chẳng đem về nhà được đồng xu nào cả. Anh nói đi, anh đi làm ăn vậy đó hả? Thôi đi anh ơi, tôi biết hết cả rồi. Anh đừng có đổ lỗi là do làm ăn thua lỗ. Phải rồi, anh theo làm ăn ở mấy cái quán cà phê chòi lá, rồi mấy cái chỗ đá gà cũng có anh luôn mà. Thôi, anh đừng có dài dòng biện hộ. Nè, hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi nè. Đừng có lảng tránh. Nhìn vào mắt của tôi mà nghe tôi hỏi đi nè. Từ sáng giờ anh đã đi đâu? Hãy khai cho thật, đừng giấu che điều gì. Còn như anh vẫn trôi quanh thì đừng than trách là tôi không thương tình.
đình kia mà đi từ sáng tới khuya mới về. Khuya hay chiều gì thì cũng vậy, anh Hải trả lời đi. Anh sao? Trời ơi, kiểu này chắc tôi chết cho xong. Còn không hả, tôi bồng con dắt chúng về quê ngoại. Đâu phải một lần mà mấy chục lần đều như vậy. Anh vẫn chứng nào tật nấy không quên à. Giờ rồi đó mà anh hỏi làm chi vậy hả? Anh muốn đi nữa hả? Ừ, vậy phải được không?